Bố tớ là thế đó. Lời của Sandra Bill, minh họa Sophie, người dịch Nguyễn Toàn Thắng, nhà xuất bản Phụ Nữ. Giọng đọc Trang Teresa. Cứu gì? Bố tớ siêu cực. Bố tớ biết làm đủ thứ bánh, từ bánh mứt táo đến rượu mận luôn. Các bố không biết làm bánh gato đâu. Nhưng bố tớ thì có đấy. Bố biết làm từ bánh mứt táo đến rượu mận, bánh anh đào và cả bánh đảo nổi nữa. Bố cậu chắc là siêu đầu bếp rồi. Không, đó không phải là nghề của bố tớ. Không phải là nghề á? Nhưng bố phải đi làm chứ, và lúc nào đi làm về các bố cũng mệt mà. Nhưng bố tớ không phải đi làm về, vì bố tớ ở nhà rồi. Hóa ra bố cậu thất nghiệp à? Không, bố tớ ở nhà trông và chăm sóc em gái tớ. Gì cơ? Bố cậu chăm em bé á? Đúng thế, bố chơi với em này, tắm cho em này, thay cả tã cho em gái cậu nữa. Đúng rồi đấy, bố còn rửa cho em. Mà cái mùi trẻ con thì chao ôi. Wow, bố cậu dọn dẹp nhà cửa luôn hả? Sao thế nhỉ? Hay bố mẹ cậu ly dị rồi? Làm gì có chuyện đó. Mẹ tớ rất thích những bó hoa bố hái tặng mẹ. Bố cậu hái hoa? Cậu có chắc bố cậu chuẩn bố không đấy? Đương nhiên rồi. Lạ ghê nhở. Đương nhiên. Không phải. Đúng. Không. Đúng. Không. Đúng. Ủa, thế cô đóng bộ như sếp kia là ai đấy? Mẹ tớ đấy. English version. My dad is like that. Go gì. My dad is superhero. My dad can make all kinds of cakes, from apple jelly pie to plum wine. Oh, dads don't know how to make cakes, or you know. No, but my dad can. You know, my dad knows how to bake even apple jelly pies, to plum rain, to peach pies, to even floating island pies. Wow, your dad must be a super chef, a master chef, right? No, that is not my dad's job. It was not a job? Well, but dad needs to go to work. Doesn't he? And every time dad goes home, they would be tired. No, but my dad doesn't go home because he's already at home. He's always home. Oh, so it means that your dad is jobless? He's unemployed? No, my dad's job is to stay at home and look after my younger sister. What? Your dad takes care of your younger sister, the baby? Yeah, he does. He plays with the baby and he bathes the baby, you know. Don't tell me even change the baby's diaper. Oh, yes, he does change her and, you know, the smell of the baby. Ew. Don't tell me your dad even cleans the whole house. Oh, what's wrong? Or your parents got divorced already? Oh, no way. My mom really loves all the bunches of flowers that dad picks up for her. What? Your dad picks up the flowers? Are you sure your dad is a real dad? Are you sure he's manly enough? Of course. Oh, strange. Oh, yes, no, yes, no, 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 yes. Oh,
So who's the lady in the boss outfit? It's my mom. Thank you for listening to the story. I hope that you always appreciate everything that Dad does in home. Because he loves you, that's why he does all the things for mommy and for baby.